and it asks you to write down who you are. Và cái đó yêu cầu chị phải viết về bản thân. Because she'll do anything it asks, no questions. Bởi vì cô bé sẽ làm mọi thứ nó yêu cầu, không hỏi gì. It asks that I love my family. Nó đòi hỏi anh phải yêu thương gia đình anh. And that's when it asks us. Và đó chính là lúc nó đặt câu hỏi. It says if you do what it asks it will give me back to you. Nó nói nếu anh làm như yêu cầu nó sẽ cho em về với anh. Where it asks for the geographic area to be treated, select all. Nơi nào yêu cầu vị trí địa lý cần được khảo sát, chọn hết. It asks you a question. Nó đặt ra câu hỏi cho bạn.